Suy niệm lời Chúa. Hôm nay ngày 20 tháng 8 năm 2016, thứ bảy tuần 20 mùa thường niên. Bài đọc hôm nay có tên là Anh em với nhau. Lời Chúa trong sách Luca chương 23 câu 1 đến 12. Một hôm Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môi-se mà giảng dạy. Về những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ, nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cổ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường. Ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là Rabbi. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là Rabbi, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Lời suy niệm. Nửa sau của bài tin mừng hôm nay có thể làm chúng ta bị sốc. Đức Giêsu bảo ta đừng để ai gọi mình là thầy, vì chỉ có một thầy, một vị lãnh đạo là chính Ngài. Cũng đừng gọi ai là cha, vì chỉ có một cha là Thiên Chúa trên trời. Vậy mà chúng ta vẫn gọi nhiều vị trong hội thánh là cha, là Đức Thánh Cha, là giáo phụ, thượng phụ, viện phụ. Chúng ta có làm sai lời Chúa dạy không? Ta có phải hiểu theo nghĩa đen lời của Đức Giêsu không? Hội thánh xưa khai đã không hề hiểu theo nghĩa đen. Thánh Phaolô đã coi mình là cha sinh ra các tín hữu, đã gọi họ là con. Hội thánh cũng có những thầy dạy và những vị lãnh đạo. Vậy đâu là điều Đức Giêsu muốn nhắn nhủ chúng ta? Chắc chắn Ngài không hề muốn phá bỏ những cơ cấu cần thiết cho thân thể hội thánh. Ngài cũng không loại bỏ phẩm trật và quyền hành. Ngài chỉ muốn chúng ta đừng quên mọi quyền bính trong hội thánh đều bắt nguồn từ Thiên Chúa và phải quy về Thiên Chúa. Nếu có ai làm thầy, làm người lãnh đạo, thì vì họ được chia sẻ quyền làm thầy của Đức Giêsu. Nếu họ được gọi là cha, thì vì họ được chia sẻ quyền làm cha của Thiên Chúa. Dù có chức vụ hay chức vị gì trong hội thánh, tôi cũng không được quên chân lý này. Còn tất cả anh em đều là anh em với nhau, con một cha trên trời. Chỉ có một vị thầy là Đức Giêsu. Nhưng Thầy Giêsu lại sống như bạn của các môn đệ, như anh em với họ, và nhất là như tôi tớ phục vụ họ. Đức Giêsu mãi mãi là gương cho các nhà lãnh đạo. Quyền lãnh đạo chính là để phục vụ con người. Phần đầu của bài tin mừng cho thấy sự giả hình của một số người Pharisêu có quyền giảng dạy lề luật. Giả hình là không làm điều mình dạy người khác, là dễ dãi với chính mình, nhưng khắt khe với tha nhân. Giả hình là biến việc thờ phượng Chúa thành thờ phụng mình. Làm việc tốt để người ta thấy và thán phục. Khi nhìn khuôn mặt của người Pharisêu giả hình, tôi thấy tôi háo danh khoa trương ích kỷ, dám đốc chứ không dám làm. Có những đoạn tin mừng làm chúng ta nhức nhối, vì mở cho chúng ta những chân trời xa, cho chúng ta thấy những điều cần làm, phải làm, nhưng chưa làm. Lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, khi đến với nhau, chúng con thường mang những mặt nạ. Chúng con sợ người khác thấy sự thật về mình. Chúng con cố giữ uy tín cho bộ mặt, dù đó chỉ là chiếc mặt nạ giả dối. Khi đến với Chúa, chúng con cũng thường mang mặt nạ. Có những hành vi đạo đức bên ngoài để che giấu cái trống rỗng bên trong. Có những lời kinh đọc trên môi nhưng không có chỗ trong tâm hồn.
và ngược hẳn với cuộc sống thực tế. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng thường ngắm mình trong gương, tự ru ngủ và đánh lừa mình, mãn nguyện với cái mặt nạ vừa vặn. Xin giúp chúng con cởi bỏ mọi thứ mặt nạ đã ăn sâu vào da thịt chúng con, để chúng con thôi đánh lừa nhau, đánh lừa Chúa và chính mình. Ước gì chúng con xây dựng bầu khí chân thành để chúng con được lớn lên trong bình an. Amen.